Rồi nhà vườn thân mình, nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị kim cương đen nha mình nha. Cây này dạng tây rinh, hàng tây xương rinh luôn nha. Cây rất chi là già luôn, nhưng mà đây lũ thép này. Cây này hàng VIP nha mình nha. Cây này là hàng giữ của nhà vườn nha. Cây rất chi là già luôn. Cái đầu cực giật này, thì cành đang ra này, rất chi là khỏe luôn. Cây này có mã số là 532, có tổng hoành là 65, cây cao tới cái đầu thân chính nha mình nha là 34, chiều dài của tàn phóng nha mình nha, tính từ cái đầu này phóng hết tới đây là 1 mét nha mình nha. Cây đang nằm cái chậu lọt lòng là 50, chậu nuôi. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, 8 triệu bao ship không chậu nha. Cây cẩm thị, cây này rất chi là VIP luôn, lũ đó. Đó, lũ thép luôn nha. Cây này rất chi là già rồi. Cây này nói chung là nhà vườn nuôi cũng lâu rồi, hàng lựa lại nha. Giờ mới lên sóng giao lưu của nhà mình. Đây, dàn hàng tay rinh, rất là già luôn. Cây này về nhà mình lên cái chậu khác cho em nó nữa, ok, đặt chậu em nó một vị trí nữa là tuyệt vời luôn, sừng sững này, rất là lực luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn nha, cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen nha mình, đây quá là ok luôn, đây rất là già luôn nha mình. Mình xem tham khảo luôn nha, có nhà ý thành ý thì cứ việc ai bóc ở nhà vườn ủng hộ luôn. Cây lũa lục cây luôn, cây nuôi cũng lâu lắm nha, nuôi nằm chậu lâu lắm, tay cạnh con luôn mà già. Rồi mã số 532, giao lưu nhanh với nhà mình là 8 triệu bao ship không chậu nha. Cẩm thị kim cương đen. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.